Xin chào quý vị khán giả đang theo dõi Cửa sổ công nghệ trên FPNC. Hãy cùng chúng tôi cập nhật những thông tin công nghệ mới đặc sắc và hấp dẫn. Ngay bây giờ hãy điểm qua một số nội dung đáng chú ý. BKV cho biết có 75.000 máy tính tại Việt Nam nhiễm mã độc giả mạo văn bản. Uber tuyên bố dừng chương trình thử nghiệm xe tự lái sau sự cố đâm xe ở Arizona, Mỹ. Trước hết hãy điểm qua tuần này có gì mới. G-Time, đồng hồ thông minh Thụy Sĩ, sự kết hợp của công nghệ mới và thiết kế bất hủ. Thưa quý vị, tại triển lãm di động lớn nhất thế giới MWC năm 2017, hãng Micronos của Thụy Sĩ đã cho ra mắt một chiếc đồng hồ Light thu hút sự chú ý của cả giới công nghệ và giới mê đồng hồ Thụy Sĩ trên khắp thế giới. Đây là một chiếc smartwatch nhưng lại có thiết kế cổ điển với kim giờ và kim phúc cơ truyền thống. Dự án sản xuất đồng hồ này được tung lên trang gọi vốn Kickstarter và chỉ sau một tháng đã thu về gấp 11 lần mức vốn mục tiêu. Đây là G-Time, thoạt nhìn không khác gì một chiếc đồng hồ Thụy Sĩ với thiết kế cổ điển có kim cơ truyền thống. Tuy nhiên, màn hình của G-Time là màn hình cảm ứng TFT, thể hiện đủ giấy màu và cho phép chuyển các chế độ màn hình khác nhau. Bản chất của G-Time là một chiếc smartwatch Lite. Màn hình hiển thị tin nhắn và các thông báo không chiếm trọn mặt đồng hồ mà chỉ xuất hiện một nửa để đảm bảo vẫn có thể hiển thị giờ như đồng hồ truyền thống. G-Time cũng có chức năng tự động cập nhật múi giờ dành cho những ai thường xuyên di chuyển giữa các quốc gia. Chức năng này được bật khi có kết nối với smartphone. Khi bật chế độ thông minh, đồng hồ có tuổi thọ là pin 3 ngày, còn ở chế độ bình thường, đồng hồ có thể hoạt động suốt 30 ngày chỉ sau một lần sạc pin. Chuồng chống nước 3 ATM cho phép đồng hồ chịu được nước ở độ sâu 30 m, phù hợp cả khi đi bơi hoặc lặn biển. Với bản chất là một chiếc đồng hồ thông minh, G-Time dĩ nhiên được tích hợp những chức năng theo dõi sức khỏe, chẳng hạn như theo dõi nhịp tim bằng bộ cảm biến ở mặt dưới đồng hồ, đếm bước chân, theo dõi nhịp sinh học thức ngủ và các hoạt động thể dục thể thao. Ngoài ra, G-Time cũng có thể kết nối với smartphone để tùy chỉnh nhạc, hiển thị thời tiết, thông báo cuộc gọi đến, v.v. Về mặt thiết kế, bộ vỏ G-Time làm từ thép không rỉ, dày 12,5mm, đường kính mặt là 35,5mm. Dây đồng hồ có nhiều tùy chọn, dây cao su, dây da hoặc dây thép không rỉ. Xu hướng đồng hồ thông minh đang được nhiều hãng công nghệ theo đuổi, nhưng có lẽ concept thiết kế truyền thống vẫn có chỗ đứng rất lớn trên toàn cầu. Bằng chứng là chỉ trong một tháng xuất hiện trên trang gọi vốn Kickstarter, G-Time đã thu về hơn 560.000 đô la, gấp 11 lần so với mức vốn mục tiêu mà hãng này cần có ban đầu là 50.000 đô. Nhiều người ủng hộ cho rằng họ vừa muốn có một chiếc đồng hồ thông minh nhưng cũng muốn có một chiếc đồng hồ mang tính thời trang, có thiết kế cổ điển đúng kiểu Thụy Sĩ trên tay. Và G-Time chính là sự lựa chọn của họ. Trên trang Kickstarter, giá đặt trước một chiếc G-Time phiên bản dây cao su thấp nhất là 139 đô la. Các phiên bản dây da và dây thép không rỉ có các mức giá cao hơn tương ứng. Đến ngày 27 tháng 4, dự án này sẽ chấm dứt giai đoạn gọi vốn và bắt tay vào sản xuất. Dự kiến vào tháng 9 năm nay, G-Time sẽ được giao đến tay người mua. Những thông tin vừa rồi đã kết thúc phần đầu tiên của Cửa sổ công nghệ. Trong phần tiếp theo chúng ta sẽ có BKV cho biết có 75.000 máy tính tại Việt Nam nhiễm mã độc giả mạo văn bản. Uber tuyên bố dừng chương trình thử nghiệm xe tự lái sau sự cố đâm xe ở Arizona, Mỹ.